Hello, everybody. Up you know, so in Orange County, in California, coronavirus from China, the China disease coming to United States, the third one. Third case in Orange County. Orange County is a lot of Vietnamese sleep there. Maybe they go back home for the Vietnamese New Year or Chinese New Year, whatever. They get sick. So everybody have take care of yourself. Thân chào các bạn. Là hôm nay là bên Mỹ có một cái dịch của corona virus là nó đã tới cái thành phố tới một cái county tới thành phố gọi là quận Cam á, mà quận Cam á là thường là của Việt Nam nhiều hơn, có người Việt Nam ở đó rất là nhiều, cho nên các bạn ở quận Cam á phải cẩn trọng với cái đại dịch này. Đó là họ chưa tìm ra thuốc để chủng ngừa hay là trị bệnh, thì các bạn phải cẩn trọng hơn. Và thêm nữa là bên Toronto á cũng đã là lần đầu tiên Toronto bên Canada là cũng một người trung niên khoảng 50 tuổi ở Toronto đi từ bên China về tới Toronto, bay thẳng từ China về tới Toronto cũng bị dính bệnh. Là cái dịch bệnh này nó toàn cầu đó các bạn. Các bạn phải cẩn thận. Và ở nghe nói là ở Đà Nẵng cũng là bị đâu mấy người Tàu á, mấy người Tàu á, Tàu Lao á, mấy người Tàu á đã bị dính, và 4 người Việt và 1 người ngoại quốc bên Âu Châu cũng đã bị dính bệnh ở Đà Nẵng. Thì các bạn rất là cẩn trọng với cái bệnh dịch này. Không biết là dịch là này có thể là sẽ không biết là giống như là cái bệnh hồi 1919 không, là cái bệnh đó là nó đã tiêu diệt hết 50 triệu người ở thế giới đó các bạn. Là năm 1900 nó kêu là Spanish virus. Đó. Kêu nghĩa là giết cả 50 triệu người 1919 đó. Thì không biết là cái bệnh dịch này có nguy hiểm bằng cái bệnh dịch đó không. Thì đây là cái chính bệnh dịch từ China. Thì các bạn cũng có thể là China nó muốn muốn giảm dân số của bên đó tới 1,5 tỷ người lận, thì có thể là chính phủ nuôi ăn không nổi, có thể làm cho giảm dân số rồi mà đó, mình không biết, nhưng mà quá ác độc đi, nếu mà thật như vậy thì quá ác độc đó. Thì rồi China đó cũng xây trong 6 ngày một cái bệnh viện, nhưng mình nghĩ đó là chỗ mà chỗ để chứa xác chết thì đúng hơn. Chứ 6 ngày sao mà làm đủ xây cái bệnh viện. Xây bệnh viện phải gắn máy móc rồi những thiết bị y tế rồi nọ vô, làm sao mà chạy dây nhợ, dây điện đủ thứ để kết nối những cái thiết bị y tế, làm sao mà China làm cho đủ trong. Dù họ có nhân lực nhiều nhưng cũng không bao giờ làm đủ được một cái bệnh viện trong 6 ngày được. Mà không sao mình nghĩ nếu làm một cái bệnh viện trong 6 ngày đó thì có lẽ là một cái nhà xác thì đúng hơn. Thôi thân chào các bạn, chúc các bạn một năm mới an khang, lạc nghiệp, thịnh vượng. Nhưng phải số một là phải sức khỏe là trên hết. Có sức khỏe thì mình mới làm tất cả được các bạn. Thân chào các bạn. Cảm ơn đã theo dõi.